chứ. Ăn cái gì? Mệt quá rồi bạn. Mệt quá nằm nghỉ à? Cái tay. Nhưng cái Bằng đấy tay thần thánh, cái tay đó đập đập đập. Lùi nó chỉ món thử lên, nó chỉ là món ăn bên phải thôi nhỉ? Ừ. Thì sao em không hiểu đâu. Nó cái này nó chỉ làm tay bên phải thôi. Bây giờ nó mới học cái này à? Hôm trước có thấy nó làm cái không? Yes. Ông như này. No, 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 no. Yes. Mẹ nhớ ra vậy. Nhớ ra mẹ hỏi nhớ ra. Bây giờ là anh hồi thôi. Hồi hôm quá. Đi nhé, ở đây với papa nhé. Wie die Wanze tanzen kann, oh, auf der Lauer, die feine Wanze. Oh, auf der die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Mauer, auf der Lauer. Schau doch die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer, die kleine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer, die kleine Wanze. Schau doch die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Lauer, die kleine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer, die kleine Wanze. Nó không được rồi. Wow, phải lo. Chào, không biết ăn vịt gì được.